Chương 4, phản ứng hóa học. Cụ thể là ta học về phản ứng oxy hóa khử. Còn các loại phản ứng hóa học cơ bản khác thì ta không nghiên cứu, bởi vì ta đã học quen từ lớp 8, lớp 9, lớp 8, 9 rồi. Tuy nhiên, ta cần nắm được phản ứng hóa học là gì. Có những loại phản ứng hóa học nào, chẳng hạn một số cái tên thôi. Phản ứng hóa học là các nguyên tố sẽ kết hợp hay là tác dụng hay là tương tác với nhau ở các electron lớp ngoài cùng. Các nguyên tố tương tác với nhau ở e lớp ngoài cùng. Còn sau này lên lớp 12 ta sẽ học phản ứng hạt nhân, thì các nguyên tố sẽ tương tác với nhau ở trong hạt nhân nguyên tử, chính là tương tác thẳng vào proton và neutron. Còn hiện tại phản ứng hóa học thì chỉ tương tác ở e lớp ngoài cùng mà thôi. Được chưa? Có rất nhiều loại phản ứng hóa học như phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng oxy hóa khử, phản ứng trao đổi. Được chưa? Phản ứng trung hòa, vân vân. Có rất nhiều cái tên phản ứng hóa học mà bây giờ ta chỉ học cụ thể là gì? Phản ứng oxy hóa khử thôi. Là phản ứng hóa học trong đó có sự chuyển e giữa các chất phản ứng. Được chưa? Gạch chân đi. Có sự chuyển e giữa các chất phản ứng. Phản ứng oxy hóa khử là phản ứng trong đó có sự chuyển e giữa các chất, hay là có sự thay đổi số oxy hóa, hay là có sự thay đổi số oxy hóa, có sự thay đổi số oxy hóa. Trong đó chất mà có số oxy hóa tăng, số oxy hóa tăng thì gọi là chất khử, số oxy hóa giảm gọi là chất oxy hóa, số oxy hóa tăng gọi là chất khử, số oxy hóa giảm là chất oxy hóa. Được chưa? Có bút màu thì lấy ghi vào, khử cho O lấy. Khử cho O lấy. O là viết tắt của từ oxy ý, là oxy hóa ấy. Khử cho O lấy. Khử cho O lấy, được chưa? Tức là chất khử thì sẽ cho electron, còn chất oxy hóa thì nhận electron. Đấy là cách phân biệt chất khử và chất oxy hóa. Được chưa? Khử cho O lấy. Người ta phân loại phản ứng oxy hóa khử thành 3 loại, gồm có phản ứng thông thường, nội phân tử và tự oxy hóa khử. Người ta chia phản ứng oxy hóa khử thành 3 phần hay 3 loại: phản ứng oxy hóa khử thông thường, nội phân tử và tự oxy hóa tự khử. Được chưa? Thông thường thì đơn giản. Thế nào gọi là nội phân tử? Nội phân tử là gì? Chất khử và chất oxy hóa thuộc cùng một chất. Nội phân tử là chất khử và chất oxy hóa thuộc cùng một chất thì được gọi là nội phân tử. Đánh dấu những cái định nghĩa quan trọng vào. Nội phân tử là chất khử và chất oxy hóa thuộc cùng một chất. Em nhìn ngay lên trên bảng cái ví dụ này. Cho KMNO4 nhiệt độ tạo ra K2MNO4 và MNO2 cộng O2. Thì cái KMNO4 này là một chất, nó vừa đóng vai trò chất khử vừa đóng vai trò chất oxy hóa, thì người ta gọi là nội phân tử. Số oxy hóa của mangan trong đây là dương 7, ở đây là dương 4, còn đây là dương 6. Ta thấy thằng 7 này giảm xuống cả 6 cả 4. Được chưa? Nó giảm xuống cả 6 cả 4. Còn thằng oxy này là 0, âm 2. Tự oxy hóa khử là chất khử và chất oxy hóa thuộc cùng một nguyên tố. Thuộc cùng một nguyên tố. Chất khử và chất oxy hóa thuộc cùng một nguyên tố. Thuộc cùng một nguyên tố. Như vậy, hai cái phân loại này gần giống nhau, rất dễ bị nhầm.
Nội phân tử là thuộc cùng một chất, còn tự oxy xóa khử là thuộc cùng một nguyên tố. Ở đây clo có số xóa là 0, sang ông này là âm 1, sang ông này lại là dương 1, có nghĩa là từ 0 vừa lên vừa xuống thì gọi là tự oxy xóa khử. Được chưa? Ok chưa? Như vậy chốt lại phản ứng oxy xóa khử là gì? Là phản ứng mà trong đó có sự thay đổi số oxy hóa. Người ta chia thành 3 loại là oxy hóa khử thông thường, nội phân tử và tự oxy hóa khử. Trong phản ứng oxy hóa khử luôn tồn tại một chất cho e và một chất nhận e. Chất cho e đóng vai trò là chất khử, chất nhận e đóng vai trò là chất oxy hóa. Nên người ta sẽ có câu mẹo là khử cho o lấy. Chất khử thì cho e, chất oxy hóa thì nhận e. Được chưa? Thế từ nãy giờ ta nhắc rất nhiều đến khái niệm là số oxy hóa. Thế thì số oxy hóa là cái gì? Khái niệm về số oxy hóa sẽ được đã được học ở cái chương 3. Đã được học ở chương 3, cái phần liên kết. Mọi người nhìn lại lên trên bảng. Số hóa trị và số oxy hóa đã được học được chương 3. Nhưng khi ta học ở chương 3 cái phần này thì học xong chẳng dùng điểm gì, nên ta ngắt sang ta dạy sang chương 4 luôn. Được chưa? Không nghe là tại tự đọc nhá. Mục 2, số oxy hóa. Số oxy hóa của một nguyên tố trong phân tử là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó. Nếu giả định rằng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử đều là liên kết ion. Đọc cái định nghĩa đã thấy khó hiểu rồi. Là điện tích mà là giả định là liên kết ion. Có nghĩa là nếu nó là liên kết cộng hóa trị thì cũng giả sử nó là liên kết ion để mà tính. Gần như đây là câu điều kiện đấy, đúng không? Nếu thì giả sử mà. Được chưa? Nào dưới hiểu chưa? Đánh dấu vào đi, đọc đánh dấu vào đi. Trước khi xác định số xóa, mọi người mở lại cái chương 3 trang 3. Mở lại chương 3 trang 3. Mở lại tờ lý thuyết chương 3 trang 3. Hương ơi, ở trên kệ cho tự làm. Ba cái đồng chí ở dưới rồi. Trên tự làm đi, lát còn chữa. Mở lại trang 3 chương 3 này. Ta phải xem hóa trị là biểu thị khả năng nguyên tử nguyên tố này liên kết với gì? Chất khác. Như vậy hóa trị là khả năng gì? Liên kết. Hóa trị là thể hiện khả năng liên kết. Chất này liên kết được với mấy chất khác thì nó phải dựa vào hóa trị. Ta ví dụ Ca, Cl2 và NaCl. Natri hóa trị 1 thì nó chỉ liên kết được với một nguyên tử clo, cũng là hóa trị 1. Nhưng canxi hóa trị 2 thì liên kết được với hai nguyên tử clo hóa trị 1. Do đó hóa trị là biểu thị khả năng liên kết của nguyên tố này với nguyên tố khác. Và khái niệm hóa trị và cách viết công thức học ở lớp 8 rồi. Còn nhớ công thức hóa trị không? AX BI. Cái này là A nhỏ, cái này là B nhỏ. Thì công thức hóa trị là A nhỏ nhân X bằng B nhỏ nhân Y. Đây là công thức hóa trị. Tích của hóa trị và chỉ số của từng nguyên tố phải bằng nhau mà, đúng không? Đấy. Nên cái này ta chỉ nhắc lại thôi. Nhưng có một khái niệm mới mà bọn em phải biết, đó là điện hóa trị. Điện hóa trị là điện tích của gì? Của ion. Điện hóa trị là điện tích của ion. Và em nhìn này, người ta viết dấu đằng sau. Ngẩng đầu lên nhìn cho kỹ đi. Điện hóa trị thì viết dấu đằng sau, còn số oxy hóa thì viết dấu đằng trước. Rất dễ bị nhầm. Khi em làm bài kiểm tra thì cái viết sau hay trước không ảnh hưởng đến kết quả. Nhưng mà nếu chấm bài tự luận hoặc là viết ở trên lớp ý, thì viết sai nhiều giáo viên sẽ bắt bẻ bọn em và trừ điểm. Được chưa? Như vậy, điện hóa trị là viết dấu đằng sau, còn hóa trị thì số oxy hóa thì viết dấu đằng trước. Bản chất của hai thằng này nó cũng xem nhau thôi. Điện hóa trị là hóa trị này.
Điện hóa trị là hóa trị nhá. Thế hóa trị ở trên có rồi đúng không? Ai cũng biết canxi hóa trị 2, đồng có hóa trị 1 và 2, sắt hóa trị 2, 3, natri kali hóa trị 1 đúng không? Nhôm hóa trị 3. Đúng chưa? Thì cái này là kiến thức cơ bản rồi. Nhưng mà nhớ nhá, chỉ lưu ý là cái dấu viết sau. Dấu viết sau. Được chưa? Xong nhá. Mở lại cái chương 4. Mở lại cái chương 4. Bây giờ ta sẽ đi học cách xác định số oxy hóa. Cách xác định số oxy hóa. Quy tắc 1. Đơn chất thì bằng 0. Quy tắc 1. Đơn chất thì bằng 0. Được chưa? Đơn chất thì bằng 0. Đơn chất là gì? Đây, tất cả này đều đơn chất thì người ta đều ghi là 0. Số oxy hóa viết lên trên đầu như này. 0 0 0 hết. Đơn chất thì bằng 0. Quy tắc 2. Số oxy hóa của hydro thường là cộng 1 và oxy là âm 2. Hydro là cộng 1 và oxy là âm 2. Từ hydro oxy người ta có thể suy ra các chất khác. Cũng giống như oxy hóa trị 2 ấy. Được chưa? Quy tắc 3. Trong một phân tử, tổng đại số số oxy hóa thì bằng 0. Trong một phân tử, tổng đại số số oxy hóa thì bằng 0. Tổng đại số số oxy hóa thì bằng 0. Ta ví dụ H2SO4. Ví dụ H2SO4. Theo quy tắc 2 thì ta có H là cộng 1, O là trừ 2. Vì tổng số oxy hóa bằng 0 nên ta có cộng 1 nhân 2. Cộng 1 nhân 2 cộng với số oxy hóa của S là X đi. Cộng với âm 2 nhân 4 phải bằng 0. Thì ta tính được ngay âm 2 nhân 4 âm 8 cộng 2 là còn âm 6 chuyển về thì X bằng cộng 6. Như vậy từ đây suy ra được số oxy hóa của lưu huỳnh là cộng 6. Được chưa? Tổng phải bằng 0 mà. Đây là diễn giải chi tiết. Còn khi làm bài chỉ cần nhẩm, không cần viết. Một ví dụ khác, HNO3. H vẫn là cộng 1, nitơ là âm 2. Âm 2 nhân 3 là âm 6. Âm 6 cộng 1 là âm 5. Để tổng bằng 0 thì thằng này bắt buộc phải là dương 5. Thì dương 5 cộng âm 5 mới bằng 0. Đấy là quy tắc 3. Tổng đại số của số oxy hóa thì phải bằng 0. Quy tắc 4. Quy tắc 4 này ít dùng hơn. Trong ion đơn nguyên tử, số oxy hóa của nguyên tử bằng điện tích. Như vậy là gì? Số oxy hóa thì bằng điện tích. Để đơn nguyên tử thì số oxy hóa bằng điện tích. Trong đa nguyên tử thì là tổng đại số số oxy hóa bằng điện tích. Như vậy quy tắc 4 đều thể hiện là gì? Số oxy hóa bằng điện tích. Quy tắc 4 thể hiện là số oxy hóa bằng điện tích. Được chưa? Ta ví dụ SO4 2 trừ. Thế thì số oxy hóa của SO4 này là 2 trừ 2. Số oxy hóa của nó trừ 2. Đây là điện tích 2 trừ đúng không? Điện tích thì dấu viết sau, còn số oxy hóa dấu viết trước. Đấy. Đính như nào? Nhìn nghe cho kỹ đi. Oxy là mấy? Âm 2 nhân 4 âm 8. Âm 8 cộng lưu huỳnh dương 6 thì còn âm 2 đúng không? Lên cả cái SO4 này là còn âm 2. Tương tự NO3. Oxy là âm 2 nhân 3 là âm 6. Nitơ dương 5.
âm 6 cộng dương 5 thì còn âm 1. Số oxy hóa của NO3 trừ là âm 1. Được chưa? Đấy là 4 quy tắc tính. Trong đó chủ yếu dùng quy tắc 1, 2, 3 là chính. Chủ yếu dùng quy tắc 1, 2, 3. Sang chú ý, nhắc đi nhắc lại nhá, số oxy hóa thì dấu viết trước, viết dấu trước. Còn điện tích thì số trước, oxy hóa thì dấu viết trước, điện tích thì số viết trước. Nhắc đi nhắc lại. Làm trắc nghiệm thì cái này không ảnh hưởng gì cả, nhưng mà làm tự luận hoặc là học trên lớp lúc kiểm tra thì nếu viết nhầm nhiều giáo viên sẽ bắt bẻ mình và có thể lặng không cho điểm luôn vì viết sai bản chất. Điện tích với oxy hóa khác nhau. Được chưa? Phần khó nhất của xác định số oxy hóa. Đó là xác định số oxy hóa của công thức cấu tạo. Công thức cấu tạo chính là những cái công thức mà có CH gạch ngang này. Ta ví dụ hôm trước ta có một công thức là C2H6O thì ta viết ra được thành CC, CH3, CH2, OH. Đây là công thức cấu tạo. Thay mỗi cái vạch này bằng hai chấm đúng không? Xong mình sẽ vẽ được gì? Thì bây giờ người ta bắt xác định số oxy hóa của nó. Thì em đọc nguyên tắc đi. Đọc đi mà lên. Nguyên tắc của nó là gì? Coi các cặp E đều lệch hoàn toàn về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. Khi đó số E mà một nguyên tử nhường hay nhận để xác định số oxy hóa của nó. Nhìn chất thứ nhất. Nhìn chất thứ nhất. C và hydro thì độ âm điện của C lớn hơn. Nên tất cả các E đều chạy về C. C này đang có gì? Có 3 cái hydro đúng không? 3 cái E dùng chung chạy hết về C thì nó là âm 3. C này có 1 hydro thì có 1 E dùng chung chạy về nên là âm 1. C này có 2 cái thì âm 2. Được chưa? Tương tự như vậy cho công thức ở dưới. C này cũng là âm 3. C này cũng là âm 3. Nhưng thằng này thì khác. Thằng này nếu không cẩn thận bọn em sẽ bị nhầm là thành âm 1. Nhưng của nó lại là không. Vì sao? C và O. C và O thì oxy có độ âm điện lớn hơn. Lên cặp E dùng chung sẽ chạy về O đúng không? Chạy về O thì C làm gì còn cặp E dùng chung nào đúng không? Không còn thì C phải bằng 0. Được chưa? Còn oxy ở đây thì mới là âm. Được chưa? Lưu ý cho kỹ nha. Cái này chỉ dùng cho những câu lấy điểm 9-10, những bài nâng cao. Nhưng mà mọi người cần phải biết. Được chưa? Đọc cho kỹ cái nguyên tắc. Nhớ nhá. Thế cái câu CH3, CH2OH này ai xác định được không? CH3, CH2OH này này. Bắt chiếc để mà tự xác định đi. Xác định điện hóa trị này, bài 10 này. Trả từ đi. Xác định điện hóa trị. Điện hóa trị dấu viết trước hay sau nhỉ? Dấu viết sau đúng không? Giữa kim loại và phi kim, hay là cái khác này, trong một phân tử như này thì nguyên tố đầu tiên thường là mang điện tích dương, nguyên tố sau mang điện tích âm. Nhớ nhá, nhớ cái mẹo làm nhanh đấy. Giữa kim loại phi kim thì kim loại dương còn phi kim là âm. Li ti hóa trị 1 thì đây là 1 cộng, còn đây là 1 trừ điện hóa trị. Natri 1 cộng, clo 1 trừ, kali tương tự thế. Magie là 2 cộng, clo vẫn là 1 trừ. Nhưng ở đây có 2 clo đúng không? Chứ đừng có viết 2 trừ là sai nhá. Natri 1 cộng, oxy 2 trừ. Có nghe không? Ca 2 cộng, S 2 trừ. Đấy là điện hóa trị. Được chưa? Bài 12. Xác định số oxy hóa trong các phân tử
và ion sau. Số oxy hóa thì dấu viết trước. Trong một nguyên tố, trong một phân tử chỉ có một thằng mang số xóa âm, nhưng có thể có nhiều thằng mang số xóa dương. Ví dụ Na2SO4, thằng nào là phi kim mạnh nhất thì mang số oxy hóa âm, còn đâu dương hết. Oxy là phi kim mạnh nhất, âm 2. Natri hóa trị 1 cộng 1, âm 2 nhân 4 là âm 8, âm 8 cộng 1 nhân 2 là còn âm 6, tổng bằng 0 thì lưu huỳnh này phải là dương 6. Chỉ có một thằng âm, còn lại dương hết, không bao giờ có hai thằng cùng âm nhá. Được chưa? Tương tự như vậy, ví dụ oxy này là âm 2, hydro này là cộng 1 thì ông phosphor này phải mấy? Dương 5. MnO4 2 trừ này, oxy này là âm 2, âm 2 với 4 là âm 8, âm 8 mà điện hóa trị là 2 trừ, thế thì thằng này phải còn là dương 6. Âm 8 với dương 6 thì mới còn là âm 2, thì điện hóa trị là 2 trừ. Trong hợp chất ion thì số thì oxy hóa bằng điện hóa trị nó mà, đúng không? Được chưa? KmNO4 thì O này là âm 2 này, K là hóa trị 1 thì là dương 1, âm 2, 4 là âm 8, âm 8 cộng 1, âm 7 thì Mn phải dương 7. Như vậy cùng là Mn thì một thằng dương 7, thằng dương 6. Do đó đừng có học cái trò mà cứ Mn là dương 7 chẳng hạn nhé. Tùy chất mà nó có oxy hóa khác nhau, vì có những chất có nhiều số oxy hóa. Oxy là đơn chất, đơn chất ô số oxy hóa bằng 0, đồng bằng 0, lưu huỳnh bằng 0, magie bằng 0, brom bằng 0. Clo ở đây điện hóa trị là 1 trừ thì số xóa là âm 1. Nhôm 3 cộng thì số xóa là cộng 3. Đấy là bài xác định số xóa, được chưa? Ví dụ tiếp, FeO O âm 2 thì đây phải là cộng 2. Fe2O3 O vẫn âm 2. Âm 2 nhân 3 là âm 6. Âm 6 chia cho 2 thì đây phải là dương 3. Thì thực tế số oxy hóa mọi người thấy là giống hóa trị đúng không? Chẳng qua thêm dấu gì, đúng chưa? Chỉ có một số thằng là gì? Có nhiều hóa trị ta phải lưu ý thôi. Riêng Fe3O4 lưu ý này, âm 2 nhân 4 là âm 8. Âm 8 chia 3 bị lẻ, nên có thằng này là dương 8 phần 3. Riêng thằng Fe3O4 này chính là dương 8 phần 3, có số oxy hóa lẻ, đúng chưa? Vì nó là hỗn hợp của FeO và Fe2O3. NXOY này, oxy là âm 2, âm 2 nhân Y chia X thì đây phải là dương 2Y trên X. Đó. Những bắt đầu những thằng khó là có XY rồi. FeCl3 thì quá dễ rồi, cộng 3 và trừ 1. Hiểu bài xác định số oxy hóa chưa? Ở dưới Nhi. Tương tự cho 13 nhá. 0 này, dương 2 âm 1, dương 4 âm 2 này, nhìn phát là giờ biết ngay mà. Dương 7 âm 2 này, âm 2 nhân 4 âm 8, âm 8 với dương 7 âm 1, âm 1 thì mới là 1 trừ mà. Được chưa? Ở đây nó có MnO4 trừ này. Được chưa? Lưu huỳnh trong H2S này. Ai tính cái dòng này chưa? Dương 1 âm 2 0, dương 4 âm 2, dương 6 âm 2. Sơ bộ ta thấy lưu huỳnh đã có 3 số oxy hóa, 4 số oxy hóa là âm 2, 0, dương 4, dương 6 chưa? Hiểu không? H2S thì lưu huỳnh âm 2, S thì 0, SO2 dương 4, SO3 dương 6. H2SO4 cũng dương 6. SO3 âm 2 nhân 3 là âm 6, âm 6 thì đây dương 4. Vì đây 2 trừ mà. Được chưa? Nào dưới đã hiểu hết cách tính số oxy hóa chưa? Quỳnh. Nào Hùng được chưa? Nhớ là phần lớn là theo hóa trị, cứ hóa trị mà điền, sau đó điền dấu. Khi điền dấu thì nhớ rằng chỉ có một thằng âm, mà thằng âm đấy ở đâu? Thường là thằng cuối cùng. Thằng âm thường là thằng cuối cùng. Còn đâu tất cả thằng phía trước nó đều là dương hết. Cụ thể nhất là K2MnO7 và Na2SO4 chưa? Có 3 nguyên tố đúng không? Thằng cuối cùng là âm 2, tất cả dương hết. Kali hóa trị 1 là dương 1. Âm 2 với 7 là
âm 14 với trừ 2, à với 2 này còn âm 12, đúng không? Được chưa? Thì thằng này sẽ là cộng 12. Hình như công thức này viết sai, nó phải K2MN2O7. Ok, nó cứ theo này đi. Cộng 12. Như nó phải K2MN2O7 mới đúng đấy. K2MNO7 phải MN2O7. Thì ở trên còn cộng 6 thôi. Chưa bao giờ thấy mangan cộng 12 cả. Ở dưới hiểu chưa? Nào Ngô Phương Nhi hiểu chưa? Quách Gia Hào hiểu chưa? Khổng Trường Quang Minh. Toàn tên kêu cái gì nữa. Ô là âm 2, âm 2 nhân 3 là âm 6. Đúng không? Âm 6 mà đây là 2 trừ thì nó chỉ còn là dương 4 thôi đúng không? Dương 4 với âm 6 thì mới là gì? Mới là dư âm 2 thì mới là 2 trừ đúng không? Được chưa? Xong nhá, xong số suy hóa nhá.